còn có một cái cơ sở, cái kia chính là hết thảy bọn nhỏ đều có thể bình an. Theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, liên bang tại vạn năm trước liền bắt đầu cao tốc phát triển, mà thời điểm đó hành tinh mẹ ban đầu đã có chút vô phương gánh chịu chúng ta phát triển tốc độ. Chúng ta đối với hành tinh mẹ đòi lấy quá nhiều, đến mức hành tinh mẹ không chịu nổi gánh nặng. Sau này, hành tinh mẹ lương tựa theo lấy hồn thôn phệ cái kia tập kích chúng ta thơm miền vị diện về sau sinh ra biến hóa, mới khiến cho cái này sụp đổ tình huống xuất hiện. Nhưng lúc đó, toàn nhân loại đều đã ý thức được. Thật sự nếu như không nghĩ biện pháp, nghĩ xa đường, như vậy thì tiến hóa về sau hành tinh mẹ đồng dạng sẽ có sụp đổ một ngày. Cho nên theo khi đó bắt đầu, liên bang liền đầu nhập vào trong món tiền khổng lồ, bắt đầu đối với vũ trụ hành chính. Phi thuyền vũ trụ phát triển là nương tựa theo lấy đường môn nghiên cứu chế tạo ra thành công đơn thể chính thức là hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm mà bắt đầu tăng tốc. Để cho chúng ta có thể dùng kim loại hiếm làm nhiên liệu, đồng thời sinh ra năng lượng khổng lồ, cái này mới có hiện nay phi thuyền vũ trụ. Trải qua mấy ngàn năm thời gian, chúng ta không ngừng đối ngoại phát triển, tìm kiếm những cái kia thích hợp nhân loại cho chúng ta sinh tồn tinh cầu, tiến hành đúng nghĩa tinh tế thực dân. Ban đầu thời điểm là gian nan nhất, vô luận là khoa học kỹ thuật vẫn là thực dân, đều hết sức khó khăn, mà theo viên thứ nhất tinh cầu hành chính thực dân sau khi thành công, cái tốc độ này bắt đầu chậm rãi tăng lên, cuối cùng phát triển đến hiện nay liên bang quy mô. Trước mặt thì liên bang có thất đại vũ trụ hạm đội, cái này thất đại hạm đội ngoại trừ hạm đội thứ nhất một mực đóng giữ tại hành tinh mẹ phụ cận một khỏa tiểu hành tinh căn cứ bên ngoài, những hạm đội khác lại một mực tại bên ngoài, dân chúng cũng không biết chúng già này là chút liên bang hạm đội đang làm gì. Mà trên thực tế chính là bởi vì bọn chúng thủ hộ, liên bang dân chúng mới có thể như thế an cư lạc nghiệp. Liên bang một mực đối với đối nội giấu giếm, chính là ngoại trừ liên bang chúng ta nhân loại bên ngoài, tại toàn bộ ở trong quá trình trong nội. Như thật sự ra là có vô số chủng tộc, cũng không là chỉ có chúng ta có thể sản sinh ra sinh mệnh. Tại rất nhiều thích hợp tinh cầu, cũng đồng dạng có thể đản sinh ra, mà những tinh cầu này đều có đủ loại, thiên hình vạn trạng chủng loại. Vì nhân loại sinh tồn, chúng ta diễn viên kẻ xâm lược nhân vật, nhưng tương tự cũng đóng vai lấy thủ hộ giả nhân vật. Chúng ta muốn phát triển liền cần nhiều tư nguyên hơn, liền cần tìm tới những cái kia thích hợp nhất chúng ta sinh tồn tinh cầu, mà những tinh cầu này lại cũng không giống như là tinh linh tinh như thế có thể cùng bình giải quyết, cũng không phải đều không có năng lực phản kháng. Một chút hòa bình chủ nghĩa người sẽ cho rằng chúng ta loại này xâm lược là không đạo đức, có thể là tại trong vũ trụ trọng yếu nhất là sinh tồn, rất nhiều loại tộc phát triển tốc độ thậm chí đã vượt xa chúng ta, nếu như tùy ý bọn hắn phát triển, nhất là những cái kia xâm lược tính mạnh chủng tộc phát triển, như vậy chắc chắn là liên bang to lớn uy hiếp, không phải tộc của ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Tại tinh tế thực dân này mấy ngàn năm trong lịch sử, chúng ta ít nhất đã từng gặp được 4 lần nguy cơ to lớn, đều đã là có khả năng phá vỡ liên bang mối nguy, mà lại những nguy cơ này bên trong, vì để tránh cho dân chúng khủng hoảng, bọn họ đều chỉ là không biết rõ tình hình, nhưng lại có vô số anh hùng ném đầu dấu vảy máu. Lực lượng chiến đấu cực địch, chúng ta học viện sử lẻ khác, đường môn chiến thần điện trường linh tháp, tại đây chút trong chiến dịch đều làm ra tác dụng cực lớn. Cũng không là hết thảy chiến đấu đều là tại trong vũ trụ ở trong hội giải quyết, nhiều khi mạnh mẽ cá thể sức chiến đấu càng trọng yếu hơn, nhất là chấp hành một chút tinh cầu mặt ngoài nhiệm vụ thời điểm, mạnh mẽ cá thể sức chiến đấu càng có thể đưa đến tác dụng cực kỳ là trọng yếu. Chúng ta học viện xử lý khác sở dĩ chiêu sinh số lượng thiếu, chính là vì bồi dưỡng được chân chính tinh anh, làm liên bằng số lượng, nhu cầu toàn nhân loại có nhu cầu thời điểm, có thể xuất hiện ra tại nơi quan trọng nhất, mà mỗi người các người đều là lực lượng dự bị. Tại lúc trước nhập học thời điểm, liên đã từng hỏi thăm qua các người có nguyện ý hay không vì liên bang mà kính dâng. Lúc ấy các người đáp án chính là khẳng định, nhưng có lẽ khi đó các người còn chưa thành thục. Hiện tại ta sẽ còn hỏi một lần nữa, các người có nguyện ý hay không đi chấp hành cái này một chút, rất có thể sẽ có nhiệm vụ nguy hiểm. Đồng thời tương lai còn có thể đi chấp hành, các người vẫn nhiều cú có khả năng lựa chọn cự tuyệt. Cự tuyệt các người sẽ bị chuyển tới bình thường hồn sư học viện để tiếp tục đến trường. Tương lai chính mình quyết định vận mệnh của mình, mà nếu như các người khẳng định là muốn tiếp tục như vậy, nhiều khi an toàn của các người liền muốn theo dựa vào chính các người. Bọn nhỏ mời các người cẩn thận lựa chọn, cho dù các người lựa chọn cự tuyệt, học viện cũng sẽ không trách các người, cái này là quyền lựa chọn của các người. Nói đến đây, Tiếu Khải giữ vững yên tâm, tầm mắt bình tĩnh nhìn chính mình những học sinh này. Học viện xử lý khác trên thực tế sẽ có 3 lần lựa chọn thời cơ. Lần đầu tiên chính là nhập học thời điểm, lần thứ hai ngay tại lúc này,
mà lần thứ ba thì chính là thi vào trong nội viện thời điểm mà một khi bị nội viện tuyển chọn, đồng thời xác định nguyện ý tại trong nhân loại tạo ngộ nguy cơ thời điểm đó mà ra tay. Như vậy, liền chính là không thể nào tùy tiện sửa đổi. Không có người lên tiếng, Tiếu Khải thấy chính là bình tĩnh tầm mắt, tâm lý kiến thiết cũng sớm đã hoàn thành. Sung là Miền Vũ cầm đầu mỗi một tiền lớp thực nghiệm tình chiến các học sinh, đối với sắp đến nhiệm kỳ kỳ thật càng nhiều hơn chính là chờ mong. Mỗi một thiếu niên đều có thuộc tại anh hùng của chính mình tình hoài. Mấy năm qua này, bọn hắn cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, thậm chí là vượt qua bình thường ngoại viện học viên. Năm ngoái thì cuối kỳ bên trong, bọn hắn ngay tại đấu la thế giới bên trong truy vào trong ngoại tình cầu, đi mô phỏng giết địch, thi hành mấy lần nhiệm vụ. Mặc dù đây đều chính là mô phỏng ra, nhưng đã cùng với tình huống thật sự rất giống, không có người lùi bước qua. Đối với cái này, Tiếu Khải trong lòng là tràn đầy rung động cùng với cảm động, mà hết thảy cái này đầu nguồn liền đến từ lúc trước là Miền Vũ mang theo đồng bạn tại đứng trước thời điểm nguy hiểm, bốc lên trên nguy hiểm tính mạng, thậm chí cuối cùng nguyện ý đánh đổi mạng sống làm đại giá bảo hộ đồng bọn của mình. Lúc trước đang nhìn một màn kia video về sau, mỗi học viên đều là bị thật sâu cảm nhận, cũng là rung động. Đây là làm Miền Vũ dùng tu vi thấp nhất đạt được mỗi người duy trì trọng yếu nhất căn nguyên. Theo lúc khi bắt đầu, bọn hắn liền vô ý thức cho rằng nên làm như vậy, giống như lúc ấy là Miền Vũ các đồng bạn cũng không tiếc bốc lên trên nguy hiểm tính mạng, đưa hắn cứu trở về một dạng. Theo năm nhất thời điểm bắt đầu, bọn hắn ban đầu liền lạ thường đoàn kết nhất trí, cái này tại trong ngoại viện trong lịch sử đều là rất ít xuất hiện, cho nên Tiếu Khải kỳ thần vẫn luôn luôn hết sức vui mừng. Có là Miền Vũ dạo này một tiểu đội trưởng, một cái tốt dẫn đầu tác súng, mang tới là toàn bộ lớp vinh dự cảm giác cùng với sứ mệnh cảm giác. Trước mắt kết quả hoàn toàn ở Tiếu Khải trong dữ liệu, nhưng quá trình này vẫn là phải muốn đi. Các ngươi rất tốt, các ngươi đều là hải tử hảo. Tiếu Khải lúc này từ đáy lòng nói ra, vành mắt cũng theo đó hơi hơi ửng hồng. La Miền Vũ, Tiếu Khải đột nhiên hét lớn một tiếng, La Miền Vũ trong mắt nhảy dựng lên, đến. Tiếu Khải lúc này tầm mắt sáng rực nhìn hắn, trầm giọng nói, thân là lớp trưởng, người không thể nào đổ cho người khác, tại sắp bắt đầu cưỡng chế trong nhiệm vụ, ta yêu cầu người, nhất định phải đem bọn hắn mỗi một cái đều hoàn thành chỉnh chỉnh mang về, an toàn mới là vị trí lớn nhất. Dù cho nhiệm vụ thất bại cũng đều phải cho ta bình an trở về, hiểu chưa? Hiểu rõ, La Miền Vũ lớn tiếng nói, tại thời khắc này, hắn cũng sâu như cảm giác được, trong lòng của mình có đồ vật gì đó mà bị nhầm lửa như vậy, một cơn nóng bỏng ở trong người bốc lên. Tiếu Khải tầm mắt chuyển hướng sang những người khác, cái này không chỉ là nói với hắn, cũng là đối với mỗi người các người nói, các người đều chính là đệ tử của ta, sâu như là con của ta một dạng. Ta đương nhiên thì là nhìn thấy mỗi người các người tương lai đều có thể trở thành liên bang anh hùng, thế nhưng cái này anh hùng nhất định phải là còn sống anh hùng, nghe rõ chưa? Hiểu rõ, toàn lớp tập thể lớn tiếng hò hét, phảng phất là muốn đem ở trong nội tâm cảm xúc triệt để phóng xuất ra như vậy, to lớn tiếng gầm, khiến cho cả tòa ngoại viện lầu dạy học này đều tại nhẹ nhàng rung động. Cửa phòng học bên ngoài, Đường Chiến Hoa cùng với anh Lạc Hồng đứng ở nơi đó. Anh Lạc Hồng trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên. Đường Chiến Hoa từ đáy lòng nói, đều là hảo hài tử, nhóm này hài tử nếu như mà trưởng thành, khó lường, khẳng định so với chúng ta khi đó còn mạnh hơn nhiều. Ừ, đối với bọn hắn trưởng thành, học viện có đầy đủ quy hoạch, tân khả năng sẽ tránh cho chúng nó ngoài ý muốn xuất hiện. Anh Lạc Hồng lúc này nói với Đường Chiến Hoa. Đường Chiến Hoa nói, ta chẳng qua là hy vọng rằng nhanh lên đem tất cả thiền sự hoàn thành, cho bọn nhỏ này chuẩn bị kỹ càng, để cho bọn hắn có thể tại nguy hiểm đến thời điểm có càng nhiều ứng đối năng lực. Sẽ, nhất định sẽ như vậy, người của Đường Môn không phải đã tới, người cũng muốn công việc lù bù sao, chúng ta cùng một chỗ cố lên nhá. Khó Đường thấy người có thể như thế có đấu trí, tiếp tục như vậy, anh Đặc Hầu lúc này hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu. Đường Chiến Hoa lúc này xoa xoa một bàn tay rồi nói, Lạc Hồng, vậy ngươi xem chúng ta. Không thể nào đâu, anh Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng, nguyên bản vẻ mặt ôn hòa ở trong nháy mắt đó biến mất, xoay người giờ đi, lưu lại một mặt cô đơn. Đường Chiến Hoa đứng ở lời đó nói không ra lời. Đến với năm thứ tư lớp ở trong phòng học, Tiếu Khải nhường làm Hiền Vũ lần nữa ngồi xuống. Nếu tất cả mọi người lựa chọn muốn đi chấp hành nhiệm vụ, như vậy tiếp xuống ta muốn một câu các người đều lên lắng nghe. Cưỡng chế nhiệm vụ là gì? Ở trong tương lai thời gian một năm bên trong, các người nhất định là phải không ngừng hoàn thành nhiệm vụ, dùng nhiệm vụ hoàn thành số lượng làm trọng, mỗi người ít nhất là cần phải hoàn thành 6 cái cưỡng chế nhiệm vụ,
mới xem như là quá quan, hoàn thành một năm này việc công việc, cưỡng chế nhiệm vụ nhiều mặt, nhưng mà nhiều ít đều có hắn nguy hiểm. Trong tập thể là có nhiệm vụ, có đoàn đội nhiệm vụ, cũng có người nhiệm vụ khác biệt độ khó cấp độ những nhiệm vụ khác, tiền lời cũng có chỗ khác biệt. Học viên nếu để cho các người đi mạo hiểm, như vậy cũng giống như là sẽ cho các người đầy đủ tài nguyên.